Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 5 năm 2020, Hùng Nguyễn Đông Anh mới về một chiếc Omni của hãng Sansui có model là QRX 5500. Đây là một chiếc Omni rất đẹp của hãng Sansui. Omni này chạy điện đa cầu 100V, 117, 220 và 240V, rất thuận tiện để quý vị và các bạn có thể sử dụng ở mọi nguồn điện khác nhau. QRX 5500 có công suất 110W. Và đặc biệt là chiếc Omni này nó có 4 đường loa, 4 đường ra loa, vâng, 2 loa mặt và 2 loa phía sau. QRX 5500 nổi tiếng là hình thức đẹp. Vâng, như quý vị và các bạn đang nhìn chiếc ống kính máy quay là chiếc Omni rất đẹp, đèn vu sáng và rất nhiều đồng hồ vu vẩy. Hình thức đẹp, chất âm hay, bố cục rất hài hòa. Omni Sansui QRX 5500 rất thích hợp để quý vị và các bạn ghép với những dòng loa cổ của Pioneer Sansui. Vâng, đây, trước mắt quý vị các bạn cũng là một cặp loa Sansui SP5500X, cũng về trong ngày mùng 5 tháng 5, cùng về với chiếc Omni QRX 5500. SP5500X của hãng Sansui. Đây là một cặp loa cũng rất đẹp. Cách đây 3 ngày, Hùng Huyền Đông Anh đã về một cặp và có bác khách yêu thích và đã zing ngay. Hôm nay tiếp tục về cặp nữa. Loa này có 4 kênh và 4 đường giao loa. Loa bát, loa trung, loa tép và loa siêu tép. Hiện nay, cặp loa Sansui SP5500 đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 14.800.000 và chiếc Omni Sansui QRX. Vâng, QRX không phải QX quý vị và các bạn nha. QRX 5500 đang được bán tại đây với giá là 16.000.000. Tất cả những sản phẩm đây đều là những sản phẩm zin xịn và rất đẹp, từ vỏ thùng, mặt máy, tuyến loa cũng như mặt máy âm ly. Các linh kiện phụ kiện đều là những hàng nguyên bản và đẹp. Quý vị và các bạn muốn sở hữu những sản phẩm đẹp, đặc biệt là chiếc Omni Sansui QRX 5500, cặp loa SP5500X, thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại Hùng Huyền Đông Anh, số nhà 10, ngõ 24, đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đông Anh, điện thoại 0984285477. Tại đây Hùng Huyền Đông Anh còn có rất nhiều sản phẩm khác, hàng đẹp, chất lượng cao. Quý vị và các bạn có thể thoải mái nghe, ngắm và lựa chọn. Thoải mái nghe, ngắm và lựa chọn để tìm cho mình những sản phẩm mà ưng ý nhất. Rất nhiều những mẫu loa, mẫu âm ly, từ bình dân đến cao cấp. Nếu quý vị và các bạn yêu thích âm thanh, âm nhạc thì khi đến với Hùng Huyền Đông Anh chắc chắn quý vị và các bạn sẽ không thể cưỡng nổi khi nhìn thấy tại đây có rất nhiều những sản phẩm âm thanh rất đẹp, hàng đẹp, hàng chất lượng. Quay trở lại chiếc Omni Sansui QRX 5500, quý vị và các bạn hãy chiêm ngưỡng vỏ nắp của Omni là gỗ nguyên bản. Bề mặt cũng rất đẹp. Vâng, chỉ với 16.000.000 là quý vị và các bạn đã sở hữu một chiếc Omni rất đẹp. Nó sẽ rất phù hợp với những cặp loa cổ như tôi đã giới thiệu. Tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là tại Hùng Huyền Đông Anh luôn luôn có chương trình bán trả góp và ship hàng trên toàn quốc đến với quý vị và các bạn trên mọi miền của Tổ quốc. Nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh YouTube cũng như trang fanpage của Hùng Huyền Đông Anh, xin mời hãy nhấn nút đăng ký và đặt chuông thông báo
để không bỏ qua bất kỳ một video nào do Hùng Huyền Đông Anh phát hành. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Hùng Huyền Đông Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.